Đến với chương trình tiếng Anh cực dễ. Buổi trước mình đã giới thiệu là chỉ cần học từ 20 đến 30 chủ đề là bạn có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy ở trình độ B1. Và bài hôm nay mình sẽ giới thiệu cái chủ đề đầu tiên và chủ đề rất là hot, là kể cả bạn là người bắt đầu hay là người đã rất là thành thạo tiếng Anh rồi thì lúc nào cũng phải sử dụng khi mà bạn gặp một người đầu tiên, đó là bạn phải giới thiệu bản thân mình, đúng không ạ? Introduce yourself. Thì bây giờ trước tiên là các bạn thử nghĩ xem là khi mà bạn gặp một người bất kỳ, một người đầu tiên thì bạn muốn biết thông tin gì về người ta nào, đúng không? Bạn sẽ có thể dừng cái video này trong vòng mấy giây để mình gạch nhanh cái đầu dòng xem mình cần biết cái thông tin gì nào. Bởi vì là những cái thông tin này thì giúp cho mình là gì đây? Viết được, có một cái bài nói được mạch lạc. Và thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là tên, đúng không ạ? Name. Ok. Next. Tiếp theo là gì? Age. Là tuổi. Đấy. Mình cũng xin nói qua về cái tuổi ấy, thì có một số văn hóa, là một số thầy giáo nói là gì đây? Người phương Tây người ta không thích hỏi tuổi. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình cũng tiếp xúc với nhiều người nước ngoài rồi đấy, thì có thể là cái ngày buổi đầu tiên mà, thì nếu như trong phạm vi lớp học thì có thể là thầy giáo, học sinh, đúng không? Thì là nên biết tuổi nhau, thì là người ta sẽ hỏi về tuổi. Nhưng mà nếu như mà các bạn cùng lớp, đúng không, thì không nhất thiết là hỏi tuổi. Ví dụ như sau một thời gian chơi với nhau thân quen rồi thì người ta có thể hỏi tuổi, nhưng buổi đầu tiên ấy, nếu như mà không có gì đặc biệt thì người ta sẽ không hỏi tuổi. Bởi vì có một người thầy giáo người nước ngoài đã nói với tôi rằng nếu như mà rất nhất là nam nữ, tức là một nhóm các bạn nữ với nhau hoặc một nhóm các bạn nam với nhau hỏi tuổi nhau thì không vấn đề gì, nhưng nếu như bạn nam hỏi bạn nữ hoặc bạn nữ hỏi bạn nam về tuổi thì người ta sẽ nghĩ là gì? Người ta sẽ nghĩ là mình kiểu như mình có ý gì đấy với người ta, đúng không? Đấy, văn hóa người phương Tây là cái tư duy của họ như thế, đúng không? Cho nếu như mà bạn khác giới ấy, thì là ở buổi đầu tiên ấy, thì tốt nhất là cũng không nên hỏi, đúng không? Còn nếu như mà cùng nam hoặc cùng nữ với nhau thì các bạn hỏi hay không thì là tùy các bạn. Một là tuổi này, hai là cái gì nhỉ? Cái tình trạng hôn nhân. Thế mình sẽ nói tiếp về cái tình trạng hôn nhân. Ví dụ như là bạn nam hỏi bạn nữ, ôi thế em có chồng chưa, đúng không? Đấy. Hoặc là nữ hỏi nam, anh có vợ chưa, đúng không? Mà vừa mới bắt đầu thì kể cả người Việt Nam ta cũng không hỏi, đúng không? Thế. Bởi vì nếu như mà chưa quen biết gì mà đã hỏi như thế thì thứ nhất nó hơi riêng tư, và thứ hai là người ta sẽ nghĩ là gì đấy, à mình có ý gì đó với người ta. Thì các bạn sẽ chú ý nha. Tiếp theo là tên tuổi rồi này, name, age and address, where do you live, đúng không? Bạn sống ở đâu, đúng không? Bạn ví dụ cùng người Việt Nam thì người ta sẽ hỏi là bạn ở tỉnh thành phố nào thế, đúng không? Bạn ở thành phố nào, bạn ở tỉnh nào, đúng không? Thế còn mà nếu như ở trong một cái lớp học quốc tế, đúng không? Bạn ở nước nào, đúng không? Where do you live, đúng không? Address. Tiếp theo là gì ạ? Job, đúng không? What do you do? What's your job, đúng không? Ôi, thế bạn làm nghề gì thế, đúng không? What do you do for living, đúng không? Bạn làm nghề gì thế, đúng không? Và cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là gì? Hobbies, đúng không? What do you like? What do you often do in your free time, đúng không? Thời gian rảnh rỗi bạn thường làm gì? Hobbies, đúng không? I like cái này, I like cái kia, I love cái này, I love cái kia, đúng không? Đấy, hobbies là các cái sở thích của bạn. Thế thì là ở cái mức độ mà A1, A2 cơ bản thì là các bạn có thể nói 5 cái thông tin này, là thông tin cực kỳ cơ bản. Bây giờ mình đang giới thiệu giả sử là trong cái tình huống ở lớp học. Và cuối cùng là gì đấy? Greeting, nice to meet you. Ok, sau khi giới thiệu xong hết, nice to meet you, đúng không? Rất là vui được làm quen với các bạn nhé. Thế bây giờ mình sẽ đi từng câu một nhé, bởi vì là những cái câu này thì là các bạn cũng đã biết hết rồi, đúng không? Nhưng mình chỉ hệ thống lại thôi. Tức là khi mà các bạn viết hoặc là các bạn để được một bài nói thì bạn nên gạch đầu dòng nó như thế này. Mình nói được mấy câu. Đây mình sẽ đếm xong rồi nói được mấy câu rồi ạ. Đó là 4, 5, 6 câu, đúng không? Thế nên là khi mở mồm ra bạn phải nói được ngay lập tức 6 câu này. Không phải suy nghĩ, không cần nghĩ, không được ấp úng. Yêu cầu là phải không được ấp úng trôi chảy hoàn toàn, bởi vì đây là một là những thông tin về bản thân mình. Nghĩ pháp, ngữ pháp thì cũng rất là dễ rồi. Và cho nên là những cái bạn mà học
rất là nhiều năm rồi mà bảo không nói được tiếng Anh ấy thì là vô lý, bởi vì đúng không? Bởi vì khi là bắt buộc là khi mở miệng ra các bạn phải nói được ít nhất là 6 câu này. Còn nếu như mà các bạn chưa nói được thì cũng mình chứng tỏ là gì đấy, cái phương pháp học của bạn là chưa có một cái gì đấy mà nó chưa chưa đúng đúng không? Bây giờ mình sẽ đi từng câu một nhá, đều rất là dễ. Một là gì? Hello, my name is V. Bây giờ mình sẽ giới thiệu, mình sẽ ví dụ một cái trường hợp một bạn gái tên là V chẳng hạn. Hello, my name is V. I'm 30 years old. À, tôi tên là V, tôi 30 tuổi đúng không? Để nói về tên, về tuổi xong này. Thế thế còn về địa chỉ thì sao nhỉ? I live in Hạ Long City. Đúng không? I live in Hạ Long City. À, tôi sống ở thành phố Hạ Long. I'm a teacher. À, tôi là giáo viên đúng không? I'm a teacher. Hobbies là sở thích này. I like shopping and traveling. À, tôi rất là thích đi mua sắm và đi du lịch đúng không? Nice to meet you. Ok, dễ không ạ? Đấy, cho nên là vừa mở mồm ra phát mình bạn phải nói được 6 câu này ngay lập tức. Kể cả bạn học 3 ngày hay là bạn học đến 3 năm hay là 10 năm hay nhiều hơn nữa thì cái 6 câu này là 6 câu cơ bản mà bạn nào cũng phải nói được. Giờ thì mình sẽ luyện lại nha. Hello, my name is V. I'm 30 years old. I live in Hạ Long City. I'm a teacher. I like shopping and traveling and nice to meet you. Đúng không? Thế thì bạn sao tại sao mình lại tô đỏ đây? Thì tô đỏ đây là cái thông tin mà bạn có thể thay thế bằng cái thông tin của bạn đúng không? Bạn tên là gì? Đúng không? Bạn bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, làm nghề gì, thích cái gì đúng không? Thì bạn sẽ thay cái phần bôi đỏ vào cái bằng cái thông tin của mình để có được một cái bài nói hay đúng không? Bây giờ bạn có thể dừng lại video và luyện nói về mình. Mình sẽ nói lại này, chậm xong nhanh dần ha. Hello, my name is V. I'm 30 years old. I live in Hạ Long City. I'm a teacher. I like shopping and traveling. Nice to meet you. Đúng không? Đây là rất là những cái câu cực kỳ cơ bản. Và nếu kể cả bạn là trình độ mới học, bạn trình độ A1, A2 thôi thì cũng nên nói được như thế này. Thế nhưng mà khi mà các bạn học cao hơn thì yêu cầu cái câu nó sẽ dài và nó sẽ phong phú hơn. Từ vựng nó dùng sẽ phong phú hơn và thông tin thì cung cấp thì nên là cần đa dạng hơn. Và đối với các bạn ở trình độ cao hơn thì mình sẽ giới thiệu một số các bổ sung một số các cái nội dung tiếp theo. Thì thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là tên, đúng rồi. Name, thứ hai là tuổi, age. Thứ ba là gì? Address, place where do you live? Tiếp theo là gì ạ? How does it look like? Bây giờ bạn nói về là ôi tôi sống ở thành phố Hạ Long đấy, đúng không? Thế bây giờ nói thế thì mình sẽ mở rộng ra là trông nó rất là đẹp, đúng không? It's very beautiful, it's very famous, it's very gì đấy, đúng không? Mình sẽ thêm chua thêm một câu, đúng không? Mình sẽ add thêm một câu là trông nó thế nào, đúng không? How does it look like, đúng không? Thế thành phố bạn sống trông nó như thế nào, đúng không? Ví dụ như là mình gặp bạn nữ ở Hạ Long, mình chưa đến Hạ Long bao giờ mà ui thế nó có đẹp không, đúng không? Mình rất là muốn biết xem nó có đẹp không, đúng không? Thì bạn nữa sẽ giới thiệu lên xem là gì đây, it's very beautiful đúng không, nó rất là đẹp chẳng hạn, thế đúng không? Giờ mình sẽ nói thêm một câu nữa là cái thành phố bạn sống, cái nơi bạn sống trông nó như thế nào, đúng không? Tiếp theo là gì? Major, đúng không? Khi mà các bạn đã học đến qua đại học đúng không, thì bạn sẽ có cái gì nhỉ, cái chuyên ngành của bạn là gì đúng không? Đấy, cái chuyên ngành của mình là cái gì đúng không? Ở trong lớp học thì các bạn trong lớp thì cũng rất là quan tâm để xem là mình học về chuyên ngành gì, bạn học trường nào đúng không? Đấy, thì major là về chuyên ngành. Tiếp theo là job đúng không? Là từ chuyên ngành nó suy ra về nghề nghiệp. Đấy, job. Xong là khi nói về nghề nghiệp thì bạn có thể nói thêm là tại sao bạn lại chọn cái công việc này? Why did you choose this job, đúng không? Tại sao bạn lại chọn công nghiệp việc này nhỉ? Đấy, đúng không? Tức là đây là gì đây? Từ những cái thông tin cơ bản mà mình sẽ mở rộng ra, đúng không? Để cốt yếu yếu là gì? Để mình cung cấp nhiều thông tin hơn và cũng có thể là để cái bài nói của mình nó phong phú hơn và cũng để gì mình luyện nói được cái câu dài
cái bài đoạn nó dài hơn đúng không? Khi mà bạn viết luận chẳng hạn thì sẽ có những cái bài trình độ thấp thì chỉ yêu cầu viết khoảng 100 từ thôi, đúng không? Xong có trình độ cao hơn thì cứ 200 từ, 300 từ, 500 từ cùng một cái chủ đề như thế, đúng không? Mà tại làm sao mà phải viết được dài hơn như thế, đúng không? Ví dụ cái bài Introduce Yourself, đúng không? Bài trước là chỉ có khoảng 50 từ thôi. Bài trình độ A2 là 150 từ, đúng không? Trình độ B1 là bạn phải giới thiệu được khoảng 200, 300 từ chẳng hạn, đúng không? Đấy là cái cách mà mình mở rộng các cái thông tin từ những cái thông tin cơ bản mình mở rộng ra. Tiếp theo là marital status. Thì như mình vừa nói đấy, đây là cái tình trạng hôn nhân ấy. Thì ở trong phạm vi lớp học, khi mà học sinh giới thiệu với giáo viên chẳng hạn, hoặc là giới thiệu với các bạn cùng lớp, ở cái góc độ là người hỏi thì mình theo mình thì không nên hỏi, đúng không? Trừ khi là các bạn mà có thân nhau, quen biết nhau rồi thì có thể hỏi, đúng không? Lúc ra chơi thì chuyện nọ chuyện kia xong mới hỏi, ơ thế chị có chồng chưa, anh có vợ chưa, đúng không? Thế thế nhưng mà hoặc là các bạn nữ hỏi với nhau, hoặc các bạn nam hỏi với nhau, đúng không, thì được. Nhưng mà đối với bạn là một người rất là cởi mở, bạn thấy chẳng có gì để mà phải giữ bí mật về chuyện tình trạng hôn nhân cả, thì bạn có thể giới thiệu, tự mình giới thiệu ra, đúng không? À tôi có chồng rồi, tôi có hai con, hay là tôi đang là FA, tôi đang độc thân đấy, đúng không? Thế thì cũng rất là vui. Marital status là tình trạng hôn nhân. Đấy, khi mà bạn nói ví dụ có chồng rồi thì bạn sẽ nói thêm một hai câu về về chồng, đúng không? Về về con cái chẳng hạn, chồng con của mình. Đấy, đúng là có, đấy là một cái cách mà triển khai ý để bài văn bài viết của mình nó cụ thể và nó dài hơn. Tiếp theo là hobbies, đúng không? What do you like? What do you often do in your free time? Đúng không? Bạn thích cái gì? Và thứ tiếp theo đó là future plan and expectations. Ví dụ bạn tưởng tượng đang ở trong môi trường là phạm vi lớp học, đúng không? Thì bạn sẽ nói là tại sao bạn lại tham gia cái khóa học này, đúng không? Bạn mong đợi điều gì ở khóa học này, đúng không? Hay là bạn có kế hoạch gì trong tương lai không? Đúng không? Mình có thể chia sẻ một hai câu, đúng không? Future plan or expectations, đúng không? Là các kế hoạch tương lai, hoặc là các cái gì, các cái mong đợi của mình, đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu từng câu một, mình sẽ viết từng câu một theo cái ý mình đã gạch chân sau đây ha. Ví dụ đây mình cũng viết ra là ví dụ đây trong lớp học tiếng Anh chẳng hạn, thì bạn có thể giải thích tại sao bạn học tiếng Anh. Why do you want to learn English? Đúng không? Tại sao bạn lại muốn học tiếng Anh nhỉ? Đúng không? Ví dụ thế. Hoặc là cái tất cả các cái kế hoạch của bạn, cái gì đấy, các mong đợi gì đấy thì bạn có thể nói ra. Đúng không? Mình sẽ đi từng câu một ha. Hello, my name is V. I'm 30 years old. I live in Hạ Long City, đúng không? Đây tên tuổi và địa chỉ thì rất là cơ bản này. Tiếp theo này, how does it look like? It's a very modern and dynamic city. Thế là gì đấy? Nó là một thành phố rất hiện đại và năng động, đúng không? Modern and dynamic city. Thế là cái thành phố của mình sống là như thế. Thế còn thành phố của bạn nó rất là cổ kính, nó rất là hài hòa, hay là nó rất là ô nhiễm, nó bụi hay là gì đấy thì có thể kể ra, đúng không? Nhưng mà thường nhé, thường khi mà ở cái ấn tượng đầu tiên thì mình nên nói những điều tích cực, kể cả là thành phố của mình là một cái khu mà nó cũng kiểu như nó cũng không được mới lắm, nó cũng quê quê thôi, đúng không? Thì mình hãy nên tìm những cái hay cái đẹp để mình nói trong những cái bài giới thiệu để gì đấy. Bởi vì là cái ấn tượng đầu tiên mà, ấn tượng đầu tiên thì bạn nên chọn những cái điểm tích cực để nói, đúng không? Bao giờ người ta cũng là gì đấy, khen trước và chê sau, đúng không? Đây là những bài rất là đầu tiên khi mà giới thiệu, đúng không? Để tạo cái hình ảnh để người ta nhớ, đúng không? Thì mình nên nói những cái mình nên chọn những cái từ tích cực. Ví dụ như là modern dynamic city, đúng không? Là một thành phố rất hiện đại, năng động, đúng không? It is very interesting, very is fresh, đúng không? Ví dụ như có cái không khí rất là trong lành chẳng hạn. Hoặc I love the green field there, đúng không? Hoặc là tôi rất là thích cái cánh đồng xanh ở đó chẳng hạn. Ví dụ thế, các bạn có thể nghĩ ra. Cho mình tất nhiên thì tùy ý các bạn, nhưng mà mình khuyến cáo là nên chọn những cái từ tích cực để trong cái bài giới thiệu đầu tiên của mình.
nghe nó gì, nghe nó sẽ tạo ra cái ấn tượng tích cực hơn. Tiếp theo là major, là cái chuyên ngành, đúng không? My major is teaching languages, đúng không? Ví dụ chuyên ngành của cô giáo là dạy ngôn ngữ chẳng hạn, đúng không? My teacher is teaching, my major is teaching languages, đúng không? Thế còn cái chuyên ngành của bạn là gì thì các bạn có thể tự điền vào, đúng không? Thì cái chuyên ngành của mình là gì thì mình sẽ biết, đúng không? Thì mình sẽ điền vào để cho cái cái thông tin của mình nó được cụ thể hơn. Tiếp theo là gì? Job. Ví dụ như mình thay thì nói là as a result, I'm an English teacher now. Tại sao mình còn thêm cái cụm as a result? Tức là gì đấy? Bởi vì cái chuyên ngành của tôi là dạy, cho nên bây giờ tôi là giáo viên, đúng không? Thế as a result, I'm an English teacher now. Và bây giờ tôi là giáo viên. Thế còn nếu như bây giờ ví dụ như là chuyên ngành của bạn là một một cái, nhưng mà bạn bây giờ bạn lại làm một cái nghề khác, thì mình không thể dùng as a result, đúng không? Mình làm một cái theo đó, đúng không? Do vậy, do kết quả là, bởi vì nói là mặc dù vậy, nhưng mà bây giờ tôi lại làm cái nghề khác cơ, đúng không? Mình sẽ dùng cái từ liên từ đối lập, ví dụ như however, đúng không? But, đúng không? Hoặc là even though, đúng không? Even though my major is na na na, but now I'm da da da, đúng không? Thì tùy vào cái chuyên ngành và cái công việc của bạn nó có thích hợp hay không mà bạn dùng cái liên từ cho nó đúng, đúng không? Đây là ví dụ chuyên ngành của cô với nghề nghiệp của cô là như nhau, nên cô sẽ dùng từ as a result, I'm an English teacher now, đúng không? Tiếp theo là why did you choose this job? Tức là tại sao bạn lại chọn cái nghề này nhỉ? Đúng không? Thì mình sẽ nói là gì đấy? I love teaching and seeing my students getting improved as time goes by, đúng không? Ví dụ thế, đây là cái lý do của cô giáo khi mà chọn cái ngày này thì làm gì đây? Tôi rất là thích dạy giảng công việc giảng dạy và khi nhìn cái sinh viên học sinh của mình tiến bộ, đúng không? Tiến bộ từng ngày, tiến bộ khi mà cái thời gian trôi qua thì cứ nhìn thấy học sinh tiến bộ từng ngày, mình cảm thấy rất là vui chẳng hạn. Thì qua I love teaching and seeing my students getting improved as time goes by, đúng không? Thế, đó là một cái lý do. Thế còn lý do của bạn là gì thì bạn có thể tự viết ra. Tiếp theo là marital status, là tình trạng hôn nhân. Ví dụ cô giáo là I'm married and have two kids, đúng không? Tôi kết hôn rồi và tôi có hai đứa con, đúng không? Thì đây là ý để mình phát triển ý ra, đúng không? Để làm sao mà viết được bài văn đến 300 từ, viết gì mà nhiều thế, đúng không? Đây là những cái chỗ này là mình khai triển ý ra này. Thì mình sẽ nói là gì đấy? My husband is a doctor. My son is 5 years old and my daughter is at grade 3 already, đúng không? Thế mình nói ra, đúng không? Chồng thì làm gì? Con thì mấy tuổi? Con thì đi học lớp mấy chẳng hạn, đúng không? Thì chồng tôi làm bác sĩ, đúng không? Con trai tôi thì đã 5 tuổi rồi và con gái thì đã học lớp 3 rồi đấy, đúng không? Tiếp tục ạ. Thế còn ví dụ như là bạn chồng con bạn như thế nào có thể ghi ra đây. Hoặc là nếu bạn đang độc thân thì bạn nói gì ạ? I'm a single, đúng không? Và bây giờ tôi đang tìm kiếm một cái người bạn đời thích hợp chẳng hạn, hoặc là tìm kiếm người yêu chẳng hạn, thì mình sẽ nói là gì? I'm single and I'm looking for a great partner, đúng không? Ví dụ thế chẳng hạn, là tôi đang tìm kiếm một cái nửa của mình, đúng không? Một cái nửa của mình chẳng hạn. Thế hoặc là I'm still looking for the love of my life, đúng không? Cái tình yêu của đời cuộc đời tôi, đúng không? I'm looking for the love of my life, đấy, đúng không? Thì đấy là để bạn các bạn triển khai ý ra. Tiếp theo là hobbies. I love shopping and traveling, đúng không? Tôi rất là thích mua sắm và du lịch. Tiếp theo là future plan and expectations, là cái kế hoạch của cô trong tương lai là gì nhỉ? I wish I could travel around the world to experience new cultures and new languages, đúng không? Bởi vì là những cái câu để mà nghe nó không bị rời rạc ra thì cái câu sau nên liên quan câu trước. Ví dụ như là tôi rất là thích đi chợ và đi du lịch, thì câu sau là gì đây? Tôi muốn là gì đây? Tôi ước là tôi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, hít đẻ gì đây, để trải nghiệm những cái văn hóa mới và những cái ngôn ngữ mới, đúng không? I wish I could travel around the world to experience new cultures and new languages, đúng không?
À, thế bây giờ mình sẽ ôn lại ha. Mình sẽ ôn lại là kể cả cái bài nói của mình nha. Thì các bạn sẽ thấy là ok, bắt đầu nè, mình sẽ ôn lại trước này. My name is V, I'm 30 years old. I live in Hạ Long City. It's a very modern and dynamic city. My major is teaching languages. As a result, I'm an English teacher now. I love teaching and seeing my students getting improved as time goes by. I'm married and have two kids. My husband is a doctor. My son is 5 years old and my daughter is at grade 3 already. I love shopping and traveling. I wish I could travel around the world to experience new countries, new culture and new languages. Đúng không? Thì các bạn thấy là đây là một bài văn nhưng mà cô cố tình là chia ra làm bốn cái đoạn như này là bởi vì sao? Thế khi mình viết thì mình sẽ viết liền nhưng mà cô cố tình chia ra này thì nó sẽ để lên nó có bốn ý chính đúng không? Dù mình gạch đầu dòng ra rất là nhiều nhưng dù thế nào thì nó cũng chỉ có bốn ý chính. Thứ nhất là gì? Tên, tuổi, địa chỉ đúng không? Là về cái bản thân, cái cơ bản đúng không? Basic, very basics about yourself. Tiếp theo là đến chuyên ngành, tức là cái công việc đúng không? Một là bản thân này, về là công việc này. Thứ hai là công việc. Thứ ba là gì? Thứ ba là gia đình đúng không? I'm married, I have two kids đúng không? Đấy là gia đình. Và cuối cùng là sở thích và những cái dự định trong tương lai. Thì các bạn có thể dựa vào những cái bài khổ luận này để các bạn tự viết ra đúng không? Thay đổi những cái chữ đỏ bằng những cái gì? Thông tin của mình và để nói đúng không? Để nói được một cái đoạn dài. Ở buổi trước thì mình đã nói là chỉ cần học từ 20 đến 30 chủ đề là các bạn có thể nói được tiếng Anh trôi chảy. Với một điều kiện duy nhất là bạn phải học thuộc lòng. Không không có cái gì không có cái cách nào khác cả. Thì nếu về học thuộc lòng là cách duy nhất mà để biến kiến thức của nhân loại thành kiến thức của mình. Còn nếu như bà bạn không học thuộc lòng ấy thì đến khi mình nói mình vẫn ấp úng thôi, đúng không? Mình sẽ không có cái vốn để mình nói thì nó vẫn ấp úng thôi. Ở đây mình đã cung cấp cho bạn những cái bài mẫu như thế này. Thì các bạn có thể viết ra hoặc nó phải để comment ở bên dưới để mình có thể sửa cho các bạn các cái đoạn mà các bạn viết mình sửa. Hoặc là ở các video tiếp theo thì các bạn có thể nếu như gặp khó khăn gì về bài luận này hoặc bài luận về bất kỳ bài luận nào khác thì các bạn có thể để cái comment bên dưới để mình có thể làm các cái video tiếp theo về những cái chủ đề mà bạn quan tâm. Ok. So, now it is our first topic. Introduce yourself in the program. Tiếng Anh cực dễ. Thank you for watching. And see you next week.